Nghe chắc mà tao múc rồi là xào rồi giờ xào rồi múc vàng. Hello tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mấy anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục đi câu cá gành mấy anh em ơi. Cái khu vực này là cái khu vực bên bãi nhỏ nha anh em, ở gần cái khu Nhã Gọn Ngoại nè. Đó, giờ mình sẽ quay cho mấy anh em sơ cho mấy anh em thấy nè. Đây là tượng Phật màu trắng ở Bình Định nè. Đó. Đó là khu Nhã Gọn, còn đây là cái khu bãi nhỏ mà trên cái mỏm đá mình đang đứng là hiện tại mờ sáng là nước nó rất là sâu anh em ơi. Mình phải đem theo cái kính lặn mình lặn ra bên cái bãi này ướt hết mình anh em ơi. Sẽ đi câu cá cho mấy anh em xem. Giờ mình sẽ bắt đầu buông cần nha anh em. Cái dầm cá gì mà nó rỉa mồi rất là ghê nè anh em ơi. Tơ liệt anh em ơi. Một em cá gì đây rất là lẹ anh em ơi. Đây, sẽ quay cận cảnh cho mấy anh em xem con cá này nè. Đó, mấy anh em thấy cá này biết cái gì không? Mình thấy cá màu này khá là đẹp anh em ơi. Cái con này nè anh em. Cái con này lúc nãy nãy giờ là nó phá màu mình rất là ghê luôn. Mấy con tôm như nó nè, bây giờ mới câu chín này anh em ơi. Cái này mình không biết cái gì nha, anh em biết cái gì bình luận nha, mình thấy màu nó khá là đẹp luôn. Đó, anh em thấy cái màu của con cá không? Đây. Quay lại cho anh em xem nè, đó. Khá là đẹp luôn. Ok, một em đầu tiên. Giờ mình sẽ gỡ nó ra anh em ơi. Ngâm dưới nước này anh em ơi. Mình cái đem theo cái đẩy lưới nè. Ngâm nó chứ không là nó sẽ chết anh em ơi. Đó. Em nó vẫn còn dĩ ngon lành. Mới lên là nó sung sức. Đây, ok. Ok em. Ok anh em. Sau khi gửi em nó xong xuôi bắt đầu mình chiến đấu anh em ơi, mình thả càng tiếp anh em ơi. Thả cái điểm nào nãy dính cái kỳ lạ màu nữa nè. Hy vọng là có cả đàn gì đó nha anh em. Cái khu mình câu anh em ơi, nước nó khá là chuyển động luôn. Những cái khu mà thấy anh em khu dân câu thì nó khá là yên tĩnh anh em ơi. Nước nó sâu á, cá nó nhiều. Còn mấy cái rạng của mình nước nó động á, là mấy anh em cũng có thể thấy nè. Sóng nó cứ nhấp nhô tới lùi tới lùi. Nhấp nhô tới lùi làm cái mồi của mình anh em ơi. Nó sẽ bị quen lên quen xuống anh em, nó chuyển động nè. Nó chuyển động thì nó sẽ rất là dễ rớt mồi ra ngoài luôn. Nhiều khi cá không ăn nhưng mà vẫn hết mồi anh em ơi, vì sóng quá. Ok. Hy vọng mình sẽ lên hàng khủng cho mấy anh em xem nha. Lên những con hàng vừa to vừa lẻ cho mấy anh em xem nè. Chào quá anh em ơi. Con gì đó anh em. Anh em ơi, lên hàng. Lên hàng nè anh em ơi. Anh em biết cái này cái gì không? Hình như là con cá Hữu Huỳnh Binh ha anh em ơi. Đây qua cho mấy anh em thấy nè. Con này là con cá Hữu Huỳnh Binh anh em ơi. Phải không? Có cái mỏ nó kìa anh em. Ui vô nó to vô độ. Con này nãy giờ nó phá màu mình hay là con nào đang biết nữa. Thôi cho nó vô trong rổ anh em ơi. Bây giờ cái ngạnh đó nè. Để đây cho nó chạy mất anh em ơi. Đây, thì gỡ nó ra luôn. Bỏ vô trong kia. Ôi giờ con này nó gai nó quá trời nè anh em ơi. Sẽ bỏ nó vô chung với con cá kia luôn anh em ơi. Ngoài cá gành là anh em câu tôm nha anh em ơi. Mấy con cá gành là nó hảo tôm lắm, tôm mà phải là tôm sống nha. Tôm sống thì nó ăn cá nó mới ăn. Nó có mùi tanh anh em ơi. Còn khi mấy anh em luộc chín là tôm nó sẽ không còn mùi tanh này, nó sẽ không hấp dẫn cá nữa.
Nhưng mà tôm chín anh em này nó rất là dai, khi mình gài mồi nó sẽ bám chặt vào cái lưỡi câu, anh em câu sẽ rất sẽ đỡ hao mồi hơn là tôm sống. Nhưng mà ké nó không ăn thì cũng như không thôi anh em ơi. Ok, mình câu ké ở đây là hai lưỡi nha anh em. Nè thì anh em đã thấy này, hai lưỡi một phục trì cũng nho nhỏ thôi, đủ đêm nó chìm xuống thôi cho anh em đừng có không cần phải to lắm đâu. Ok, đây giờ mình sẽ xẻ ít mắm ruốc luôn anh em ơi. Mắm ruốc này mình để chuẩn bị làm nè. Mắm ruốc này nó khá là tanh luôn, hy vọng là mình sẽ mắm ruốc xuống là ké nó sẽ bu lại. Nó bu lại, nó hoạt động nhiều ở cái khu đó anh em. Ok, ké nó đến mình câu cho nó xuống. Lên mấy hàng khủng và mấy anh em xem nha. Ok nè, giờ buông cần thôi. Hàng khủng đâu, lên hàng. Lên hàng nào, lên đấy. Thia anh em ơi, một em lia thia nữa rồi. Cái này con gì đây anh em này? Con gì mình chả biết nhưng mà mình gọi nó là con lia thia biển anh em này. Ok không? Anh em thấy sao? Cảm giác tay anh em ơi. Câu cá quan trọng là cảm giác tay anh em mà dính rất là phê luôn. Quá tuyệt vời nè anh em thấy không? Chiến lợi phẩm thứ ba của mình nha anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Oa dạ. Ok. Đây. Bỏ nó vô trong cái rổ đó anh em ơi. Thì ba em anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục cuộc hành trình anh em ơi. Lúc mình thấy kênh YouTube của một bạn Phú Dân anh em ơi. Ở Tuy Hòa Phú Dân sao á, bạn câu cá là có một cái điểm câu rất là lý tưởng luôn. Mình vô thấy mình ghiền luôn, nhưng mà sao cái ở cái khu mình ở thì toàn là tàu lao không anh em ơi. Thấy anh em thấy không? Cái sóng nó nhấp nhô như vậy cái rất là khó câu luôn. Còn các bạn ở Phú Dân nước nó đứng nó trứng lại mà nước lại sâu nữa, nhiều cá sinh sôi. Bạn ấy câu rất là nhiều cá luôn, cá to cá đẹp nữa. Con mình cái bàn tay anh em ơi. Còn mình câu ở đây thì câu giải trí thôi chứ ghé ở chỗ mình nó hơi nhỏ anh em. Đây nó phá màu của mình đây nè, giờ phải chỉnh lại màu nè. Thôi kệ đi, ở nào cũng có một cái lợi thế riêng đúng không. Mình ở đây ké tào lao, mình câu ké tào lao cho anh em xem. Câu cá tự nhiên á anh em ơi, nó sẽ cảm giác hơn là câu cá hồ nha anh em ơi. Anh em vô hồ câu là áp lực về tài chính nè, thứ hai là áp lực về giờ câu rồi các kiểu rồi. Còn mình đi câu cá tự nhiên anh em ơi, như mình anh em mua một cái ca cần 30.000 thôi, cước chì rồi các kiểu là chưa tới 100.000 đâu, rồi mỗi ngày là 10.000 tôm là đi câu mệt nghỉ. Có ké thì đem về ăn, còn có thì mất 10.000 tiền mồi nha anh em ơi. Nãy giờ nói nhiều quá anh em ơi, ké nó không ăn luôn anh em ơi. Hy vọng lần này sẽ hơn anh em ơi. Lần này sẽ được một đôi cho anh em luôn. Kẹp luôn nha. Kẹp lên cho nó hấp dẫn. Ui dù. Quá gì đây anh em ơi, nó đang thui vậy anh em ơi. Khỉ gì đây nè anh em ơi, cái mó hay là cái gì nữa nè. Mình cũng không biết cái dòng cá nữa, mình đi câu cá gì đam mê thôi chứ mình không biết con cá đó là cái gì nha. Anh em nào biết con cá này để lại bình luận nha nè. Sẽ đưa cho anh em xem nè. Anh em thấy không, nó đang thui luôn. Đang thui thui lùi luôn nè. Má ơi, nó đang thui à, mới thả xuống cái là lụm liền. Rồi, cho nó vô nồi, cho nó vô cái gái anh em ơi. Ây da, ây da, cho nó vô kia. Thả nó vô cái rạn lưới nha nè mày. Đó, bây giờ mà xuống nước nó sống rồi nè. Nãy giờ thành vẻ của mình nãy được 4 con này nè mày ơi. Có mấy cái dòng khác nữa nha anh em.
có mấy dòng cá ra tàu nữa, nhưng mà cá đó mình thấy nó tào lao quá, mình câu dính ra mình thả nè. Giờ mình ra phía bên này thưa anh em ơi, coi mình đổi điểm mình thả xuống thử dưới ở khu này thưa anh em. Chiếc đầu được may mắn được hai em sao, chứ nãy giờ bên kia không được hai em. Chiếc đầu bên này may mắn đúng không anh em, chiếc đầu bất ngờ. Con gì nữa anh em ơi, đúng là bất ngờ thiệt anh em ơi. Đây là có hàng cho anh em xem liền nè. Quá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Anh em thấy nó nhảy múa rồi đây. Cái con này nó cũng khá là lạ luôn anh em ơi. À giống như con hồi nãy sao anh em ơi. Này cái dòng cá hồi nãy nè, nhưng mà con loại này nhỏ hơn. Con nãy to hơn anh em ơi. Đó anh em, ok không? Mình mới có dìm thả ra phía bên này thử cho cá bất ngờ mà ai ngờ bất ngờ thiệt anh em ơi. Fulumante Kelmon, thật là tuyệt vời anh em ơi. Nếu mình mà lên cá là mình thấy vui rồi anh em ơi. Chứ có cá là tuyệt vời à. Rồi mình sẽ tiếp tục ra đây, bỏ nó vô nữa. Ở vô thì mình thả nó xuống dưới nước thì nó sẽ được sống rồi anh em. Chứ nó chưa có chết rồi nè anh em. Mình quay sản phẩm cho mấy anh em xem nè. Cá của mình á, đẹp không? Xíu là thành phẩm mà trước khi kết thúc video mình sẽ quay mình đăng lên cho mấy anh em xem thành phẩm của mình, xem cá nó đẹp như thế nào nha. Ok, gần hết mồi anh em ơi, bạc vài cái nữa, có không có thì đi về hết mồi không câu nữa anh em ơi. Giờ này cũng 9 giờ hơn rồi. Đột cái chỗ rạn là chuyên gia nó móc lưới hay gì vô á, bây giờ mình thả cho nó mình ngại ghê á. Dính con cá anh em ơi. Trời ơi, nó dính con cá thiệt to luôn. Mình tưởng đâu là nó móc vô cái gì anh em ơi. Bà mẹ ơi, nó dính con cá gì thiệt to thiệt lạ nè. Mình tưởng đâu nó dính móc vô cái gì. Mình giật quá trời luôn. Trời ơi, ai ngờ là con cá này. Cá này dính quỳ vô. Cá này nè, cái gì đây anh em ơi, nó mềm lắm anh em ơi. Ui vô, nó đẹp lắm. Ui vô, quá là tuyệt vời cho mấy anh em nha. Wow, con này nó nuốt lử hơi sâu rồi anh em ơi. Vô nó dính mà mình tưởng là nó móc vô cái rạn gì, là mình giật muốn tục huyết áp luôn. Con cá này nuốt lửa hơi sâu anh em ơi, gỡ nó ra hơi khó khăn xíu. Thì bây giờ mình cũng đã câu hết mồi anh em ơi, giờ mình sẽ đem lên cái chiếc loại phẩm của mình quay cho mấy anh em xem nha. Quay xong rồi mình sẽ đi về thôi mấy anh em ơi. Mình câu giải trí nên số lượng cá nó cũng không có được nhiều lắm đâu anh em ơi, nó chỉ có vài con thôi, quay chủ yếu rồi để vui thôi anh em ơi. Đây mấy anh em ơi, thành quả của mình này mấy anh em ơi, quay cho mấy anh em xem nha. Ok, giờ mình táo cái này ra để mình quay cho mấy anh em cận cảnh hơn nè. Đây đây mấy anh em cũng đã thấy nè. Ở đây hình như cá này là con cá hữu bình binh nè anh em ơi. Cá này là cá hữu bình binh nha. Hình như là vậy đó, mình biết cái con cá đó. Còn cá này mình không biết. Không biết tên. Còn đây là con cá má đen hay sao á. Còn đây là theo mình gọi là con thiên lia thiên biển nè. Còn đây là cũng con cá gì đây mình không biết nè. Nó to hơn con nãy. Lại hai con này là cái dòng với nhau vậy thôi. À, hai cái dòng màu với nhau nè, đậm mình sẫm đâu mà. Còn cái này là cái gì đây, rất là mềm luôn. 1 2 tổng cộng là thu hoạch ngày hôm nay được 6 con anh em ơi. Nè, 6 em thành phẩm cho mấy anh em. Ok, thì mình đi câu vui hơn em ơi. Mồi chủ đạo là tôm nha, tôm câu nhất cá. Còn mà rút là mình câu, nhưng mà cái lưỡi nó bị thuộc nên mình không câu được, mình bức làm mồi xẻ nè. Ok, đâu tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại clip sau nha.